hướng dẫn cách xử lý mạch ngừng bê tông. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog của em Dung GEC, nơi chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về xây dựng. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chủ đề hướng dẫn cách xử lý mạch ngừng bê tông. Mạch ngừng là điểm phân cách giữa hai lớp bê tông, vì thế cần được xử lý để gắn kết hai lớp lại mà không tạo ra kẽ hở tại đó. Một số cách xử lý mạch ngừng bê tông được áp dụng là loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, tạp chất bám trên bề mặt bê tông cũ bằng chổi quét, máy hút bụi hoặc máy xịt nước áp lực cao, đồng thời tưới đều một lớp nước xi măng loãng lên trên bề mặt bê tông cũ để tăng độ bám dính cho lớp bê tông mới. Chà gọn bề mặt để loại bỏ những phần bê tông dư không đạt chuẩn rồi mới tưới nước xi măng. Đối với mạch ngừng ngang, làm tương tự nhưng thêm một lớp vữa xi măng dày 2-3cm trước khi đổ bê tông mới. Sử dụng các loại phụ gia kết dính chuyên dụng cho mạch ngừng bê tông để tăng cường độ bám dính giữa hai lớp bê tông. Đặt lưới thép tại vị trí mạch ngừng trước khi đổ bê tông mới để gia tăng độ liên mạch cho kết cấu, hạn chế nứt vỡ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Nếu có ý kiến gì mời mọi người hãy để lại bình luận dưới video nhé. Và bất cứ khi nào mọi người có nhu cầu xây dựng nhà cũng như biết được ai đang có nhu cầu xây nhà thì hãy cho em xin số điện thoại bằng cách để lại comment phía bên dưới hoặc gọi cho em qua số hotline 0949 423 009. Bên em cùng với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư có bề dày, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng sẽ tư vấn, giải đáp những thắc mắc hết sức có thể để chúng ta hãy cùng nhau đưa ra những ý tưởng tốt đẹp nhất cho ngôi nhà của các bạn.